Nhân xin chào cô chú anh chị. Video này là Nhân giới thiệu cho cô chú anh chị mình ba lô liền kề luôn, rất là hiếm và coi như lâu lâu là mới có một cái dịp gọi là có ba lô liền kề. Nhưng mà ba lô này là ba chủ khác nhau hoàn toàn, ba chủ khác nhau chứ không phải một chủ, cho nên là rất là hiếm để mà mua được. Nói chung là cái một cái dịp nó rất là trùng hợp. Thì ba lô này mỗi một lô như vậy là với diện tích là ngang 5 và 15 này. Đó bên đó là một lô từ cái mí trụ điện đó. Nó qua tới đây nè, một lô nè. Ở đây là hai lô, ba lô. Ngang 5 sâu qua 15 nó sẽ đụng đích với cái căn nhà hiện tại bên đó của chúng chị. Phía sau của mình là một cái công viên khá là lớn trong khu cư cát tự vệ sinh của xã Bình Bắc, Đức Hòa, Long An. Đó gọi là công viên Nhật Bản ha. Đó là phía sau lưng mình. Còn view ở phía trước của mình là một cánh đồng lúa bát ngát. Ngoài kia là một số nhà của những cái người dân đó, người dân ở ngoài nha, ở ngoài khu. Thì của mình nó sẽ tính từ cái mí của cái vỉa hè bên đây đậu lại thôi, là trong dự án của mình. Lòng đường của mình là thảm nhựa 6m nè, vỉa hè 2m nha. Thì nói cái giá là của chú chị hết hồn luôn đó, nói cái giá là sẽ hết hồn. 700 triệu một lô, 3 lô 2 tỷ mốt. Nó còn ví dụ như mà giá cả này kia thương lượng là thương lượng từng người nha. Còn ví dụ của chúng chị mình mua riêng từng lô thì mình cứ chọn, mình muốn chọn lô này hoặc lô này cũng được, nó thoải mái. Và Nhân cũng nói luôn thì hiện tại nó sẽ là một cái đường, nhưng mà đường cục ha, hiện tại là đường cục. Nhưng mà sau này nếu trong cái dự định của phía công ty mà nếu mà thực hiện được thì đây nó sẽ là một cái đường thông ra, nó thông ra cái đường ở phía sau là đường trục chính TC6. Trong khu dân cư của mình là nó có 6 con đường trục chính TC1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái đường số 6 là nó đã làm được một đoạn rồi, một đoạn thì nó nằm trong khu điện âm. Nhưng mà cái đoạn này thì chưa có làm đó. Nếu mà làm luôn thì mình sẽ thông ra đường trục chính TC6 là nó sẽ thông và mình di chuyển rất là dễ trong dự án của mình. Và Nhân cũng nói luôn thì cái ba vị trí của ba lô đất này mình đang trong quá trình chờ sổ cho nên chưa có sổ hồng. Thì Nhân sẽ giải thích từ từ cho chú chị mình nha. Còn nếu mình không hiểu thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân sẽ giải thích rõ hơn. Thì hiện tại là những cái lô đất này là bên chủ đất hiện tại là đang mua bán và có một cái hợp đồng mua bán với lại bên phía chủ đầu tư là công ty Cát Tường của mình á, nằm ở địa chỉ 259A đường Nguyễn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trụ sở chính trên đó. Khi mà chú chị mình mua một trong ba lô đất này hoặc là ba lô thì bên ba chủ đất sẽ cùng với cô chú anh chị mình mỗi thứ năm hàng tuần đó, mình lên trên trụ sở chính của công ty sẽ làm cái thủ tục là hủy bỏ cái hợp đồng hiện tại của ba chủ này, và lúc đó là công ty sẽ làm lại một hợp đồng mới là mua bán trực tiếp với công ty với cô chú anh chị mình là khách hàng. Còn ba chủ này là sẽ coi như là không có liên quan gì nữa, cô chú anh chị mình sẽ trực tiếp làm việc với công ty. Và nói chung là về cái vấn đề mà hứa hẹn sổ này kia đó thì chỉ có cách duy nhất là mình hỏi bên chủ hiện tại này, thì bên công ty hứa hẹn là chừng nào có sổ. Và cái vấn đề đó thì Nhân cũng không hứa, không cam kết gì hết, là khi mà con chú chị mình thấy ưng thì xuống là cứ thấy rẻ là mình mua lại đó để dành rồi đó, thì tùy theo chú chị mình thôi. Còn dù mình thấy ok được thì mình mua, còn không được thì cũng sao nha. Chứ ở đây là mình không có bàn luận đó cái chuyện là có sổ tôi không mua hoặc là không có sổ bị này bị kia. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề sau này. Nói còn cái đề trước mắt thì Nhân đã nói rõ hết cho chú chị mình cái hiện trạng, tình trạng của nó như vậy nha. Còn ví dụ mà mình thấy mình mua được thì mua, còn mua không được thì thôi không sao hết. Chứ không nói này nói kia, tại vì trước khi bán là Nhân đã nói trước rồi đó. Như đây thì cô chú chị mình thấy được một cái lợi thế là đất mình nó đang rất là cao ráo bằng phẳng và nó sạch sẽ luôn. Thì khi mà cô chú chị mình mua về mình muốn xây nhà đâu này kia đó, tức là mình chờ sổ cho cửa sổ, nhưng mà cô chú chị mình về xây nhà được nha, xây nhà thoải mái luôn. Xây nhà thì mình sẽ ra ngoài ban quản lý của tổng dự án này, nó nằm ngay ngoài cổng của khu sinh mình đó, thì ra ngoài đó xin giấy phép. Thì vô đây thì người ta sẽ đo đạc cũng như là cấp đồng hồ nước này kia, điện này kia cho cô chú chị mình xây nhà thoải mái vô tư. Tức là hồi trước đó, thì mình tính từ đầu tiên cái khu sinh mình thì cũng không có một lô nào có sổ hết. Thì trong cái quá trình làm việc thì những cái đợt trước đó thì bên phía công ty cũng đã ra sổ cho khách hàng rất là nhiều rồi. Tức là mình tính từ đây nè, nó mình tính từ cái miếng cái xe màu vàng đó, có chúng chị xe màu vàng đó mình đổ về bên kia là nó có sổ hết rồi. Còn cái phía bên đây thì nó chưa có sổ, phía này chưa có sổ. Và Nhân cũng nói luôn là phía sau đích mình có sổ rồi,
xe đích mình là của chỗ cái căn nhà này. Đó, cái đó thì có sổ rồi, chỉ có cái lốc này chưa sổ và một số những lốc khác nữa thì nhân bán ở đâu thì nhân giới thiệu đó thôi. Rồi nhân xin nói lại là diện tích 5 x 15 mỗi lô 3 lô, mỗi một lô vậy là 700 triệu. Cô chú chị mình chọn lô nào chọn hạt là lấy 3 lô. Còn cái này sổ sách để muốn rõ hơn, nếu mà cô chú chị mình theo dõi các tường đã biết rồi á thì sẽ biết được cái quy trình của nó như thế nào. Còn cô chú chị mình chưa biết hoặc là không biết đó thì cứ trực tiếp liên hệ với nhân. Và nhân cũng nói luôn là mình muốn mua, mình muốn tìm hiểu thì hãy gọi cho nhân nha. Còn nếu mình không muốn tìm hiểu, mình kiểu như là có sổ tôi không mua đó, thì cái đó là khỏi cần gọi cho nhân đó, thì cứ hai bên chuyện của người ai người đó làm. Rồi cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của nhân. Cô chú chị nhớ nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video sau, cũng như là những video sau đó mình gặp được những căn nhà hoặc là những lô đất mà nhân giới thiệu mình ưng ý và hợp lý với tài chính của mình thì cứ trực tiếp liên hệ với nhân, nhân sẽ tư vấn hết mình cho chú chị luôn. Còn với cái vị trí hiện tại bây giờ thì nhân cũng nói luôn, cái thời điểm mà đặt sốt thì những cái vị trí này nó rơi vào tầm khoảng 900 một nền, nó còn hiện tại nó 700. Rồi nhân xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở video tiếp theo. Ưng lô đất này, ba lô này cứ trực tiếp liên hệ với nhân xin chào.